Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video quay lại khung cảnh trung tâm thương mại Wincom Megamall để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái rồi nhé. Chúc đồng bào của chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà của chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Đây là khung cảnh ở trên tầng 3 trung tâm thương mại Wincom Megamall Smart City Tây Mỗ cái này nhé. Thì mình hôm nay mình sẽ tiếp tục di chuyển hết một vòng ở trên tầng 3 này, quay lại khung cảnh ở phía bên trong trung tâm thương mại để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái này nhé. Ở phía bên trên tầng 3 này thì là một khu vui chơi và bán các mặt hàng đồ lưu niệm và các cái nhà hàng ăn uống và khu buffet cái này nhé. Đây là khung cảnh ở phía bên trên cái ông chỗ cái hồ nước trung tâm, nước ở từ ở phía bên trên chảy xuống cái này nhé, nhìn rất là đẹp và có chữ chạy ở trong cái chỗ hồ nước này nữa cái này nhé. Ở mình sẽ quay sơ bộ rồi mình sẽ di chuyển qua các cái khu. Đây là khu trò chơi cái này nhé. Khu trò chơi thì mình sẽ quay lại sơ bộ trong cái khu này rồi mình sẽ qua các cái khu khác nữa cả nhà nhé. Cho mình vừa đi vừa quay thì nó bị rung lắc cả nhà xem mình thấy bị rung lắc thì cả nhà thông cảm cho mình cả nhà nhé. Đó là vào mùa trung thu nên vào mình đi lúc này thì các cái biểu tượng của mùa trung thu còn rất là nhiều luôn cả nhà nhé. Đây là các cái khu nhà hàng Nhật và các cái khu ăn uống của người Hàn được bày bán ở phía bên trong trung tâm thương mại rất là nhiều luôn cả nhà nhé. Phía bên này là cái đầu để mình ngắm ra cái khung cảnh ở phía trước của cái khu vườn Nhật cả nhà, và chỗ này là cái chỗ massage, các cái ghế massage mình bỏ tiền vào đây thì mình massage cả nhà nhé. Đây là cái chỗ để mình ngồi. Và chỗ phía bên trong của trung tâm thương mại này thì có cái xe điện chạy mua vòng quanh trong trung tâm thương mại trên tầng 3 này cả nhà nhé, dành cho các em nhỏ. Khi mình đi thì mình sẽ xuống phía bên dưới cuối đầu dưới kia, mình sẽ mua vé để đi cái xe điện này cả nhà nhé. Đây là toàn cảnh ở phía bên trên, mình chuyển xuống hồ cá trung tâm cả nhà. Và cái sảnh cái thang máy để đi lên cả nhà, cái thang cuốn cả nhà nhé. Đây là khu đậu Nhật Bản. Rất là đông người ăn uống luôn cả nhà. View rất là đẹp và xịn sò luôn cả nhà nhé. Chỗ này là khu uống trà sữa cả nhà nhé. Ở phía bên ngoài thì các du khách di chuyển lên phía bên trên này rất là đông luôn cả nhà. Chỗ phía bên đầu bên này thì có cái nhà hàng trâu vàng nữa cả nhà, rất là rộng và đẹp luôn cả nhà nhé. Vào dịp cuối tuần thì trung tâm thương mại này rất là đông đúc du khách và các bạn trẻ đến check in và thưởng thức những ly cà phê và những khu vui chơi giải trí rất là đông luôn cả nhà nhé. Dọc cái lối hành lang ở phía bên trong chính giữa trung tâm thương mại này mình sẽ di chuyển và quay khung cảnh ở xung quanh cho cả nhà mình cùng xem cái này nhé. Từ trước thì có các em nhỏ đang tung tăng nô đùa chơi trong cái đại xe này cả nhà nhé. Cái xe này thì được miễn phí để cho các em nhỏ tập đi cả nhà nhé. Các cái khu ăn uống ở phía bên trên tầng 3
Vào buổi trưa vào trung tâm thương mại thì mình có thể lên tầng 3 mình ăn uống vào buổi trưa cái này á. Đó, giá thì có 49.000 một món thôi cả nhà. Thôi cũng có nhiều món. Và khu này bán kem nữa cả nhà, kem tươi ở phía bên trong. Đó là nhận hàng lẩu bò cả nhà. Bên trong rất là đông các cái thực khách ngồi phía bên trong vào buổi trưa cả nhà. Các món cuốn và lẩu mình sẽ di chuyển qua các cái khu còn lại ở phía bên dưới nữa cả nhà nhé. Ở đây thiết kế rất là đẹp và lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn vào ban ngày cả nhà nhé. Ban ngày thì đèn lên rất là đẹp luôn. Chỗ này thì có cái khu nhà hàng này, chỗ này cũng rất là to luôn cả nhà. Này đỡ đỡ đứng mình đứng ngay góc này thì mình nhìn vào phía bên trong nhà hàng kia thì rất là đẹp luôn cả nhà. Các cái màu sắc thiết kế rất là đẹp mắt và sặc sỡ. Ở phía bên trên thì rực rỡ ánh đèn. Cái view thì mình lên phía bên trên thì toàn bộ cái khung cảnh ở phía bên trên tầng 3, phía bên ngoài mặt ngoài thì được lắp kính để nhìn xuống cái công viên vườn Nhật cả nhà nhé. Nhìn toàn bộ trong cái khu đô thị này cả nhà. Đây mình sẽ tiếp tục di chuyển về phía trước cả nhà nhé. Thì mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình cả nhà nhé. Chỗ này thì khu bán Cung New Singapore. Đó, cái nhà hàng ở phía bên trong cả nhà nhé. Rất là đẹp không cả nhà. Phía bên ngoài thì cũng có đặt các cái ghế massage và mình có nhu cầu sử dụng thì mình bỏ tiền vào trong cái ghế massage này để mình massage cả nhà nhé. Còn phía trước của sảnh thì có cái khu ăn uống và cái khu buôn bán cà phê. Chỗ đây là cái khu vực massage ở phía bên ngoài cả nhà nhé, ngoài hành lang. Và phía bên này bên trong là cái nhà hàng Cung New Singapore. Khung cảnh rất là đẹp, thiết kế rất là sang trọng, bàn ghế. Chỗ khu này thì ở phía bên ngoài của hành lang là cái khu thức uống trà sữa. Đây là cái khu nhà hàng. Ở phía bên trong thì mình sẽ tiếp tục di chuyển về phía trước để đi qua cái nhà hàng lớn nhất ở trên tầng 3 này, tập trung ở phía đầu cuối kia thôi cả nhà. Đây là cái nhà hàng Danh Bút, cái bán lẩu bò và đồ nướng BBQ rất là nhiều. Nơi mình xuống chỗ cái phía đầu dưới của tầng 3, nơi chỗ bán vé tàu điện ở phía bên trong của tầng 3 để dành cho các trẻ em để đi khu tàu điện nữa cả nhà. Mình di chuyển xuống cái nhà hàng lớn nhất ở khu vực trên tầng 3 này. Mình quay lại khung cảnh ở phía bên trên này cho cả nhà mình cùng xem cái này nhé. Khu nhà hàng này thì rất là rộng lớn luôn cả nhà. Rộng nhất ở trên tầng 3 này cả nhà nhé. Đặc biệt là đèn ở đây và các cái thiết kế bàn ghế đó, bày trí rất là đẹp mắt luôn cả nhà. Thiết kế rất là sang trọng luôn cả nhà nhé. Mình đi về phía trước. Ở trên phía hành lang thì phía ngoài có các cái xe đẩy tập đi cho các trẻ em thì được sử dụng miễn phí cả nhà. Còn đây là khung cảnh ở phía bên trong của nhà hàng. Đây là chỉ một bên thôi cả nhà nhé. Có phía bên dưới thì còn một cái sảnh to ở phía bên dưới nữa cả nhà.
Cái khu này toàn bộ cái nhà hàng chỗ này rất là to luôn cả nhà nhé, lớn nhất ở trên tầng 3 cả nhà. Du khách thì ở phía bên trong rất là đông luôn cả nhà nhé. Bài trí rất là đẹp mắt luôn. Ở chỗ này thì có các bạn nhân viên đang đứng tiếp khách và order. Đó là còn cái biểu tượng của cái nhà hàng đó cả nhà nhé, tên của nhà hàng. Thì mình bây giờ thì mình đã di chuyển qua khu vực trò chơi của trẻ em rồi cả nhà. Thì mình sẽ vào khu vực trò chơi bắn súng, bắn cá, ném banh, các cái loại trò chơi giải trí ở phía bên trong. Để quay lại khung cảnh khu trò chơi này chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Đây là cái khu bắn súng cả nhà, bắn cá rồi cả nhà. Thì phía bên dưới thì có khu ném bóng cho các trẻ em đang chơi cả nhà. Chỗ này thì có màn hình rất là đẹp luôn, các bánh các loại máy bay. Ở phía bên trong thì cũng có rất là nhiều người lớn đang chơi cả nhà nhé. Nên thì mình chơi thì mình mua xu để mình đấu ra, mình bỏ vào trong cái hộp này để mình chơi cả nhà nhé. Người ta bán xu cho mình để mình chơi thì mình bỏ vào các cái hộp mà có khó thì mình mới chơi được cả nhà nhé. Rồi là cúc pho thì mình bỏ tiền vào này thì nó sẽ chạy ra ở phía bên dưới, nếu mình may mắn thì mình trúng thì mình sẽ đánh được phần quà cả nhà nhé. Cái khu trò chơi này rất là đẹp. Rồi mình tiếp tục di chuyển về phía trước, đi lên phía bên trên hai chỗ hướng cầu thang để mình di chuyển tiếp tục các khu còn lại cả nhà nhé. Đây là cái khu ăn uống nhà hàng ở phía bên trên tầng 3 cả nhà. Cái nhà hàng này cũng rất là đẹp và sang trọng luôn cả nhà nhé. Chỗ này thì bán phở. Tiếp tục là một khu trò chơi nữa cả nhà. Khu trò chơi ở trên tầng 3 này cả nhà nhé. Nơi chỗ đây là cái khu bán đồ bông. Chỗ phía bên trong kia nữa cả nhà nhé. Ở phía bên ngoài thì có các cái máy chơi game để có phía bên ngoài rất là đẹp không cả nhà. Chỗ này thì khu trưng bày của cái chơi đùa thể thao rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Đây là các cái khu trò chơi ở phía bên trong, cái đấu trường để mình chơi cả nhà nhé. Mình chơi thì mình sẽ vào cái trường đua này để mình tham gia, mình cùng chơi cả nhà nhé. Mình tiếp tục di chuyển về phía trước, đi qua các cái khu còn lại để mình di chuyển qua chỗ sảnh thang máy và đi xuống tầng để đi về cả nhà nhé. Đây là cái trường đua, ở phía bên ngoài thì mình vào đây thì mình mua vé mình vào để mình chơi cái này nhá. Chỗ này là cái khu vua lẩu nướng Hàn Quốc, cũng rất là to và xịn sò luôn cả nhà. Này đây, cái khu buffet nhà Hàn Quốc, Nhật Bản. Ở trên tầng 3 này thì rất là nhiều luôn cả nhà nhá. Chỗ này thì khu nhà hàng Nhật cả nhà. Nhà hàng Nhật thì mình ăn thì mình vào order thì mình có người ta để cái menu ở trước cổng vào, mình có thể mình xem cái menu trước khi mình vào order cả nhà nhá. Khu này chỗ này thì nhà hàng Lẩu Thái rất là đẹp luôn cả nhà.
mình sẽ tiếp tục di chuyển về phía trước cái này nhá. Chỗ này thì cái nhà hàng trâu. Chỗ này là nhà hàng trâu tư miền Nam cả nhà. Đó là cái khu nước uống ở phía bên ngoài, khu trà sữa ở phía hành lang chính giữa cả nhà nhé. Đây là biểu tượng của con trâu đặt ở phía trước nhà hàng cả nhà. Các cái bàn tiệc thì để bán bớ phía bên trong rất là đẹp luôn cả nhà nhé, set up sẵn hết rồi. Có các cái menu được trên các cái bàn. Ở đây mình sẽ di chuyển qua các cái khu còn lại và mình di chuyển xuống tầng để mình đi về cả nhà nhé. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Chúc cả nhà xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ đến bạn bè và người thân của mình đến biết đến kênh của mình giúp cả nhà nhé. Các bạn nào lần đầu tiên mới đến kênh của mình mà chưa kết nối kênh thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Và bây giờ thì mình đi về, mình sẽ phép tạm dừng video tại đây.